Dạ, em Đồng Thiệp cùng chị Hoàng Dung xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em đang có mặt trên buổi phát sóng trực tiếp của bên xe máy Hoàng Kiên. Dạ vâng, buổi chiều ngày hôm nay cũng rất là nhiều những cái dòng xe mà hiện tại độc hot hot cho anh em đấy ạ, những chiếc xe rim cá bống. Đấy, anh quan tâm những chiếc rim cá bống không ạ? Hàng chính chủ nhá. À. Bác sinh năm 1942, không biết là bác ấy còn đi nhiều được xe không? Biết nhưng bác sinh 1942 các bác ạ, đến bán một chiếc rim cá bống tem zin, giá rất yêu thương. Rồi. Hay là một bản VA, bản gọi là bản cổ điển, bác nào mà tìm hiểu VA 2024 sẽ nắm rõ một cái màu xi măng rất là đẹp, hàng hot hit. Bên cạnh các bác có thể xem thấy ngay một chiếc Tống Ali, đó, tên em nó là Tay Giang, hàng gọi là đồng hồ điện tử. Các bác nhìn quả đồng hồ uy tín chưa? Giá này cực kỳ yêu thương đấy các chị. Các cháu đang nhu cầu xe cúp 50 đi học thì đừng bỏ qua sản phẩm. Đắt đẹp lại còn chất. Đừng quay cô. Liberty. Liberty bản S anh em nhá, bản sần. Dạ vâng, bản 3V. SH1 với cái giá bây giờ toàn dưới 30, giá cạnh tranh với Vision, cạnh tranh với cả Way rồi. Rồi. Được rồi, đỡ cháu. SH nha anh em nhá, những chiếc vẫn SH phải ra liên tục SH. Form dáng mới anh em nhá. Ablet 110. Vâng. Lít đang làm việc trực tiếp với chủ trong nhà, một chiếc 2022 chính chủ biển Hà Nội, hai khóa đầy đủ. Đấy, anh em đang đến bán. Lít anh em xem cập nhật giá. Phía xa nhá, em có những chiếc Win thì chưa vào việc, phải thật sự chia sẻ. Biển tỉnh 36. VA thì đã mua xong. Inblut bản IE phun xăng điện tử biển 37 cũng đã giao dịch xong rồi. Mong anh em đang có mặt trên buổi phát sóng xin những chia sẻ, lời động viên nhận xét để làm sao buổi live có thể thành công rực rỡ và những sản phẩm bên em có thể được nhiều anh chị em biết đến hơn nữa, được không ạ? Rồi, chị em mình làm con cá bống đi. Làm con cá bống, vâng. Con cá bống anh em ạ. Vâng. Rồi, em đang check đây, em vẫn nhớ bác cái tên là bác An, rồi bác đây. Bác cái tên là bác Phùng Văn A Ân, bác Ân đấy ở Đống Đa Hà Nội, sinh năm 1942, chính chủ của chiếc xe. Đấy, anh chia sẻ với các bác là cũng không phải dễ gì mua những chiếc xe của những bác từ năm 1942 đến giờ. Đấy, bác có cả chứng minh thư của bác ấy nhá. Bác nhìn thấy xe, nhìn sắc nét đúng không? Rồi. Khoa vẫn còn này, các bác nhìn quả khoa này, đặc biệt là cái tem nhá, hàng tem zin Excel uy tín đúng không ạ? Đấy, tem này nhựa zin này, nhựa xuống màu nguyên bản này, các bác nhìn nhựa này. Quả Meyer này. Hàng này nó là hàng máy Thái, số khung số máy nó liên lạc liên theo xe luôn. Đấy, cố gắng sang bên này nốt để xem quả Sam Go CS, Sam Go CS các bác nhìn này. Đấy, càng này, vành này, đúng không ạ? Chân nan này. Đang nổ suốt trong lúc anh em mình anh em mình đang xem. Đường vòng này luôn. Nhựa thì có một chút yếm, có spa lại các bác nhá. Cái phần spa nhìn rất là rõ, phần yếm trong bên tay phải. Còn phần sơn zin tem zin này, này anh em này. Đấy, tem zin. Ra máy còn này. Ra máy còn zin. Đấy, này còn cái bô nữa. Ui giời các bác, cái bô 1985 này, thằng nào nó thút tha thút thít các bác nhìn này. 1985 hoa thị này. Đấy, được chưa? Báng để chân bên này ngon, bên kia thì hơi phớt tí báng để chân. Rồi, rồi. Đây này, cái tem zin đẹp quá nhỉ. Tem zin nhìn sáng đều đúng không ạ? Đấy, Meyer trục giật các bác nhìn nhá, vẫn còn liền lạc hết. Đấy, máy vẫn đấy, thu thà thu thịt, biển đúng đời đúng biển 1999. Rồi, hàng zim cá bống hay gọi là zim zim lùn béo 8856 anh em ạ, rất nhiều tiền gọi đây, cả hai mã đều Sam Go CS hết các bác để xem nhé. Sam Go CS hết này. Rồi, hộp xích này, hộp xích thì có phớt chấm nhẹ ở cái phần trên này một chút thôi, thụt đây cái báng để chân bên này có một tí like các bác cần phải sơ chế qua đấy. Nếu có như nào thì em cũng đặt thật thôi. Tem này các bác nhìn tem yếm bên này là còn luôn, yếm bên kia thì có một chút thôi, yếm tem mát còn luôn. Nhìn kiểu đầu bò. Rồi anh em nhìn đầu bò của em này. Đấy, đầu bò của em. Ui giời ơi. Ô, máy chạm rồi. Mình. Thôi cứ phải chia sẻ thật sự như thế. Nhưng mà chị đây, các bạn nhìn lắm. Ok anh máy này. Đấy, à. Anh em nghe máy này. Đây chị có thể lên cả mặt đồng hồ, nắp bình xăng một lần cho các bác có thể xem. Tay nắm thì vào những cái đồ sần này còn này, các bác nhìn cái logo Honda này, cái mặt kính này. Máy nổ thì đúng nghe tiếng một. Thôi anh em chia sẻ giúp em đi. Đây cái chữ Thái nhá. Quả tem chữ Thái xước xước tí theo đúng năm tháng để lại. Cái nắp bình xăng cũng đẹp. Yên này bọc lại rồi. Đấy, có những gì lên yên này. Các bác nhìn này, đồ này. Từ cái bản lề này, đúng không ạ? Càng này. Hay những cái cáng báng này, ốc này. Còn nguyên hết nhá. Đấy, đây chữ Thái, tem Thái này. Các bác nhìn cái tem chữ Thái này hay là hướng dẫn bằng Thái hết. Các bác nào có tí tiếng Thái thì vào giao lưu chia sẻ cái cách sử dụng dòng này giúp em. Đấy, về phiên dịch thì chắc là thôi anh em. Em biết tiếng Thái đúng không? Em không dịch được. Rồi. Đấy, anh em nhá. Rồi. Giá thôi, bất ngờ luôn. 12.800.000. Rồi. Rẻ quá nhỉ. 12 triệu tặng. Anh em có thấy bất ngờ không? 12.800.000. Giá này anh em không mua thì mua gì? Đấy, trên đầu like này em bao giờ cũng phải đưa những cái giá để cho các bác có thể cân đối hợp lý nhất, phù hợp nhất. Máy đây, các bác nghe thì máy này. Chạm
mà là chạm chất, đó, thủ trước thủ sau ok, sơn vâng. nhựa hình đủ thủ nhũ miễn bản. Phải thật sự những cái xe như thế này là phải xứng đáng. Anh em vẫn đang hỏi bao nhiêu tiền cho anh 12.800.000. 12.800.000 anh em bất ngờ có một chiếc Dream Loon cá bóng một Dream. Thời anh em ạ, một thời này em nghĩ là máy Thái nhá, hôm nay là máy Thái. Đấy. Xe Dream Loon anh em ạ. Hay như các bác công nhận không ạ? Nhìn nó sáng hình hài. Hình này còn gì nữa, hợp lý quá nhỉ. Khả năng bán hơi rẻ đấy các bạn. Máy ngon đấy. Mấy anh em thợ bảo máy ngon. Anh em nào mà quan trọng thì anh em nào mà thích thì còn mọi người nhanh tay, nhanh tay. Mong nhanh anh tay. Em nhanh tay có thể sở hữu một chiếc Dream Loon cũng không có nhiều đâu. Đấy. Này anh em chở hàng thì không. Hai bọn là 10 nhiều anh em mang 20 hơn 20 chở hàng bình thường. Kiếm anh tiền về. Mà các bác trung tuổi như bác chủ xe 1942 vẫn đang khỏe khoắn cưỡi xe đi ầm ầm ở Đống Đa Hà Nội thì đấy cũng mong bác nào có thể cân đối chốt một sản phẩm vừa đi chơi vừa làm ra tiền đều hợp lý. Nó sang hơn cái Dream Loon, nhìn nó đẹp và nhìn nó có độ chất hơn Dream Loon các bác nhé, chứ không thể so sánh Dream Loon được đâu. Chỉ mình em thôi, địa chỉ em ở 52 Cầu Giấy nha anh nhá. Đấy. Anh sáng chưa? Và nhìn hình sáng chưa? Cảm ơn anh chống thôi. Nuôi con. Chia sẻ giúp em cái rẻ trước cũng còn này, quả rẻ đen này. Anh em giả em 11 triệu nhưng mà em bán 12.800.000 cho anh em, anh em nào hợp lý tiền anh em cân đối cho không có nhiều thì rất là nhiều những dòng xe nhưng mà những cái dòng xe này thì không mua được nhiều, mua đến đâu là hết đến đấy. Ít anh lắm, em nào mà thích thì mọi người có thể inbox hoặc mọi người gọi điện trực tiếp để cặp cọc luôn nha anh em nhé, không nhiều khi lúc mai quay lại anh có em một xem lại. Chính xác là có một đấy, hôm nay có một anh đến mua mà anh bán là chốt chiếc Dream hải quan, chốt chiếc Dream hải quan mà một anh đặt cọc lại không thành công đấy nhá bác ạ. Sản phẩm có một nên là bác nào nhanh tay từng chiếc rẻ một vài trăm mình rớt sở hữu được cái mình thích. Rớt rồi không sao, rớt rồi. Máy, anh em nghe máy này. Nhựa bô bèo nhũ ưng xin luôn. Vào Cà Mau được không? Anh Mr. Đỗ Quốc được anh nhá, em ship tất cả các tỉnh. Anh em nào mà mua mà có thể liên hệ tiếp số hotline anh em cá nhân này, lấy số hotline cho em 2-3 triệu. Anh em chia sẻ để sản phẩm có thể về được đúng những anh em đang cần, những anh em đang săn lùng những dòng Dream cổ rất. Xong một chiếc cổ thì ta làm lại đi cho các chị em phụ nữ, những chị em phụ nữ thích những dòng xe thời trang, xe đẹp, hạng sang, SH1 mà nó là xe thời trang hạng sang dành cho chị em nữ rồi. Và giá thành thì phải nói thật sự nó là phân khúc giá cực rẻ, đời 2013 các bác ạ, với trang bị một cái đồ nhũ các bác nhìn này còn nguyên bản luôn, càng vành vẫn theo xe. Đoạn cái nước sơn màu xanh cửu long rất truyền thống của bên xe Honda, Lead cũng có, Vision cũng có và SH1 cũng lấy màu này làm cảm hứng. Cái đồ sần này còn nguyên bản này, các bạn nhìn đồ sần nhũ còn nguyên sần yên cùng một màu luôn. Giấy tờ đầy đủ anh em nhá, giấy tờ bên em chính chủ một chủ đấy ạ. Có ra máy, tem, tay sách lên, còn phần từ cái inox này, hai đồ sần này, tem Honda đằng sau này còn nguyên bản và đặc biệt là cái nhũ này các bác nhìn này, dòng này, cái nhũ nó đẹp không ạ? Đây mới là cái nhũ nó nguyên bản nó đẹp này. Đấy, nhũ gì nhìn sướng không ạ? Rồi, xe này dành cho anh em biển 34, không cần đúng biển đúng tỉnh cũng được anh em nhá. Đúng biển đúng tỉnh thì càng tốt, anh em đỡ phải sang tên đổi chủ, còn nếu mà rút hồ sơ thì bên em trợ rút hồ sơ anh em. Tí thì mọi người mất giúp biển 34 E1-20132. Hôm nay xe 1.800.000 đúng các bác ạ. Rẻ như gọi là dòng Wazer Dick đăng ký xong 27.800.000. Vision mua mới bây giờ hơn 30. Đấy các bác có thể thấy được là nếu mà các bác sở hữu SH1 với cái giá này thì đúng là chỉ đến với Hoàng Kiên. Hàng hình thức ngon lành, máy móc có bảo hành, đúng không ạ? Đồ nhũ đẹp. 27.800.000. Chia sẻ luôn giúp em nào để làm sao những chị em thích xe okay, thời trang ở xa cũng được, ở Hà Nội cũng không sao. Bên em vẫn ship bình thường cho tất cả mọi người hết với giá 27.800.000 thôi. Cái đồ sần nhá, tất cả đồ sần tem gáy. Còn lại bao nhiêu em ơi? 27.800.000. 27.800.000 anh em nhá. Các bác có thể xem qua cái đồ Mai sần đỉnh, đồ sần này, đồ sần cốp này. Và từ Mai Đỉnh, anh em Hải Dương Mai Đỉnh ạ. Nhìn này, đấy, cái đồ sần này đẹp không ạ? Đấy cái tem thông số. Có xe tầm 7-8 triệu không có anh ơi. Em vừa sáng nay vừa like con Way đấy. Tí nữa em có Way A tiếp theo bác cứ đợi tí. Rồi, các bác nào đang cần xe giá hợp lý cái phím vẫn còn nguyên này, nét các bác nhìn. Còn xe còn nhanh nhá. Đẹp này. Tay nắm còn nguyên bản nhưng mà ôi giời giá mà có 27.800.000. Quá hợp lý cho một chiếc xe thời trang hạng sang. Ngay. Giá nhanh tay, nhanh tay. Hợp tình hợp lý cho anh em nhé mọi người nhá, những chiếc pha xe. Nguyên. Đấy. Pha kính còn nguyên, đấy, mắt mũi pha kính đẹp đấy, anh em nào quan tâm không ạ? Đấy. Giá thì tình yêu thương. À, màu xanh tím cho em.
cũng là màu cơ bản, màu phổ thông truyền thống, nó sạch, nó không bẩn, nó không có tối, không nó vậy? Bền có màu. Có trả góp anh nhá. Dạ vâng. Bên em có trả góp, có em đọc lại biển 34E120132. Anh rồi. Em nào Hải Dương đúng tỉnh hãy đón một sản phẩm SH1 giá 27.800. Quay trắng biển 29 à? Có màu xi măng được không ạ? Yến quay theo bác cái hướng. Đấy còn một can mẹn được đó. Khó nhá. Tí nữa em sẽ lên. Hàng hot, hàng hot. Rồi, 150A 2021 2022 giá bao nhiêu anh? Vâng, chắc phải tầm khoảng gần 80 và trên 80. Anh đọc cả 21 và 22 mà. Dream rộn giá rẻ không? Dream rộn giá rẻ. Cũng có. Em vâng. Nhé. Tầm hơn 10 triệu hiện tại trong cửa hàng em có một vài chiếc. Chốt 27.800.000 anh mặc cả, em mặc cả 3 triệu gần 2.800.000 xa bảo. Quá anh ạ. Nó còn nhanh nhau rất là xa, vâng. Bọn em chỉ cộng một con xe. Mỏng cộng lắm. Cộng nhiều thì tầm 3 triệu. Vâng. Trừ xe cổ anh em nhá, đấy là trừ xe cổ, còn không là 2.500.000, 2 triệu có con 1.700.000, 1.800.000. Đấy nên anh em nào mà quan tâm thì để biết em cộng luôn trên live rồi. Thì giá là bọn em cộng công khai, không phải giấu anh, mà em luôn có lời. Minh Quang MC 27 triệu rẻ quá. Vâng, rẻ mà anh. Vâng. Anh Bảy Bùi SH nhập đẹp có anh nhá. Tí nữa em sẽ lên SH nhập. Click 7 8 triệu cũng có luôn các anh chị, đủ màu đen và đỏ em luôn. Em bị nợ xấu lại không trả góp được đâu. Có một cái tư vấn nhỏ với những bác đang có nhu cầu trả góp thì bình thường em cũng hay tư vấn anh chị em như thế. Có thể mình mua một cái xe giải quyết phương tiện đi lại trước với cái giá mà mình đang có tầm tiền đấy. Đúng không ạ? Muốn trả góp 10 triệu để mua xe 70 triệu chẳng hạn. Cứ làm con xe 10 triệu kiếm tiền cuối năm hoặc sang năm nếu dôi giả lên làm đến Hoàng Kiên em lại đổi con 70-80 triệu. Thế là đỡ phải trả góp mà vẫn có xe đi. Đúng không ạ? Đấy là phương án em thấy cũng là các bác nên cân đối. Tại vì cũng không phải bác nào cũng trả góp được, mà trả góp là mình phải đóng cả lãi nữa cơ. Nhưng mà mình sử dụng xe, cái tiền hao mòn với bên Hoàng Kiên em thì khẳng định rất là nhẹ, rất là hợp lý. Nên các bác hoàn toàn có thể cân đối, lấy xe rẻ đi, sau đổi lên xe đắt tiền. Một trong những phương án trả góp mà lại có sản phẩm di sản, rất hợp lý đúng không ạ? Vâng. Một đây. Đẹp giá bao nhiêu? Đẹp tầm hơn 60 là đã có xe đẹp rồi. Đấy, còn con này thì nó là hàng 2020, 125. Cũng là sẽ hợp lý. Cũng dạ vâng. Là giá rất hợp lý, hơn 8.000 cây anh em nhá. Biển Hà Nội cho em. Rồi, 67.500. Nó là đẹp, nó là nguyên zin từ những cái phần sơn các bác có thể thấy. Hay là cái phần nóc này các bác nhìn nó còn nguyên bản. Tinh nhan hai bên hay mắt pha không có rạn nứt hay là lỗi lầm gì hết. Tem còn theo của nhà máy đúng không ạ? Càng zin, vành các bác nhìn này, chưa ủ rửa tẩy. Đến cái lốp vẫn còn của 2020 các bác nhìn. 2320 đấy, lốp còn theo xe. Đấy. Cả hai bên này. Đĩa này, đây. Sơn này. Dạ. Dòng SH nhiều. Xe hạng sang, một trong những top xe hàng đầu của động cơ hai bánh. Nếu như các anh em có tìm hiểu thì thường là nó là xe quá là đẳng cấp được. Đây ra máy còn nguyên bản đó, nhìn hộp bầu lọc gió không gì, thụt theo xe, lốp càng vành nguyên hết theo xe từ lúc nhà máy sản xuất đưa đến giờ. Rồi anh em nhìn những biển số xe này, biển Mai Tài này. Đấy, 667 Mai Tài. 29X5. Đấy, 2020 mọi người nhá, 125 hay 150? 125. Rồi, 125 anh em ạ. 67.500. Các phím từ đề Airlink Stop, các công dụng còi pha sinh nhan, tất cả liền lạc theo xe hết. Mặt đồng hồ nẹp mạ viền inox nguyên zin, tem gáy thông số chuẩn, cá lẫy khít tuyệt đối, cam kết không cong vênh, không tai nạn, không ngập nước, các bác có thể yên tâm trải nghiệm. Giá là 67.500. Mà nghe tiếng máy 67.500. Ra là SH mà, nó cũng là những dòng xe đắt, xe sang. Mà biển Hà Nội các bác phải thông cảm, giá Thành đăng ký xong không rẻ. Với những chiếc Hà Nội xấp xỉ gần 10 triệu tiền đăng ký. Đấy. Đúng rồi, không được anh em ạ, nợ xấu là không được đâu anh em ạ. 67.500, bác nào có quan tâm đến SH thì cân đối cho em. Mong các bác có thể chia sẻ để em nó về được với những anh em đang cần vâng. Sở hữu một chiếc SH biển Hà Nội. Vâng, anh em cho em xin nút chia sẻ cho rực rỡ này anh em vâng. Nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều, anh em đã luôn đồng hành và ủng hộ xe máy Hoàng Kiên. Những cái nút chia sẻ là những động cao đối với bên Hoàng Kiên. Rồi. Như là cá nhân em và chị Dung đang like được anh em khen, các anh em chia sẻ động viên không gì bằng, thật sự đấy là những cái niềm khích lệ rất lớn đối với hai chị em ạ. Anh Kiên đang phải mua bán. Anh Đinh Tổng áo đẹp hơn thế. Vâng. Tại ấy mua bán tại anh Nguyễn Hành. Hello doanh nghiệp Hoàng Kiên, anh Trọng Tín chào gia đình Hoàng Kiên. Vâng, chào rất nhiều tất cả các anh em đang ủng hộ. Có ngay, một chiếc quay. 64 triệu ok không? 64 là anh lấy những chiếc nó chạy hơi nhiều và sơn xi lại một chút. Em vẫn có những sản phẩm 64, 65 cùng đời luôn chứ không cần phải đời thấp hơn. Nhưng mà đấy cũng bác có sang tên đổi chủ tùy tính chất lượng. Sang tên đổi chủ được nhưng mà luôn và ngay thì không được, anh phải chờ thời gian.
tại vì bọn em sao trong thời gian đây các bác sử dụng xe bình thường mình là phải có một cái thủ tục của nhà nước họ làm thôi. Quá trình thu hồi định danh bấm biển mới đấy là bắt buộc phải mất đâu đó trên dưới một tháng. SH nữ em có nhiều anh ơi, SH nữ em nhiều lắm. Em vừa like đấy ạ. Em vừa like nãy có con 27.800.000 đấy. Giá còn 27, 28 giờ lên là em rất là nhiều những cái dòng xe. Xe đẹp, xe okay, đẹp. Ok, anh người Hà Nội nóng. Vậy cũng phải thay thế một tí. Đây các bác có thể xem tên xe nó thì gọi là bản cổ điển. Màu thì là màu xám trắng, cái màu gọi là xi măng đấy. Các bác nhìn thấy màu này, màu xi măng đẹp không ạ? Đây cái... nhiều phụ kiện thế và ngày hôm nay thì em nhiều phụ kiện anh em, đeo huân huy chương mà anh em. Anh chị có thành tích xuất sắc. Vâng, nên thêm một huân huy chương nữa. Rực rỡ hơn. Ra chiến trường là bình phải đeo huân huy chương. Bình thường thì em sẽ giấu được nhưng mà ngày hôm nay thì khó huân giấu. Huy chương là em không cần giấu nữa, em phải bung ra để cho anh em biết là em có nhiều huân huy chương. Đấy nhả nhẽ nhiều cái thiệp nó cứ bỏ nhiều huân huy chương quá. Chị Dung thì thế không là biết hai đâu. Chị em hôm nay bằng nhau. Ừ. Bằng sao rồi, bằng vạch rồi, bằng gạch rồi đúng không ạ? Gạch gì? Thì em có một gạch, chị không có gạch nào. Huân huy chương thì là sao sao gạch gạch. Không, đây rõ ràng có một gạch đúng không? À, gạch đây, đây, đấy. Đây. Nhân đây là... viên bán hàng anh em nhá. Đấy là gạch anh em ạ. Đây là em thì hiện tại là em không có cấp, không có cấp và không có chức vụ gì, hiện tại đang không có sao rồi. Đấy, chưa có gạch. Khi nào có gạch thì lại tính tiếp. Rồi một chiếc xe quay anh em nhá, hàng vừa mới về tại cửa hàng buổi chiều ngày hôm nay. Nhớ cho em nó là xe của 2024 nhá, hàng mới nhất. Đây, cháu có thể quay cái vị trí này cho các bác nhìn qua hai vị trí. Một, đây, làm luôn cái này đã. Càng đóng tuần tháng 2, 2024 là càng bên trong, các bác thấy đúng không ạ? Vâng. Vành này, ông, ui, nó mới thế này mà các bác, chụp vành, may ơn. Nói chung là còn nguyên bảo hành ngoài Honda, không có gì phải chê, phải trách à. Lốp cũng 2024, 0124 các bác nhé, 0124 đây, lốp 2024. Vành càng chuẩn hết, ăn thì 1,7 lít 100 cây. Những cái tay phanh này, những chi tiết cùi này, hay là yếm này, da máy này, nguyên bản tất. Nói chung là mới thế này thì để chân này, để phanh này, các bác nhìn này, lốc chân này, nguyên xin hết. Đẹp không các bác nhìn thấy đẹp không? Một trong những bản đắt nhất của dòng quê Alpha, người ta gọi là bản cổ điển. Đấy, nhiều bác sẽ là chưa quen với cái mẫu này, vì thực ra 2024 nó mới có, 23 cũng đã có rồi, nhưng mà đầu 23 thôi. Mới các bác nhìn đẹp không? Cái để chân, ôi cái chuột, còn nguyên ánh kim bảy màu nhá. Vâng. Tem đây này các bác nhìn này, nó đắt là cái bản tem này này, bản này là đắt nhất đấy ạ. Không phải là bản VA bình thường thông dụng rẻ đâu. Trong nhà máy thì nó đắt lắm. Nhưng mà thôi, chia sẻ với anh em là trên line này cũng là giao lưu, mua hợp lý. 1400 cây. Lướt của lướt. Lướt của 19 triệu 500. Đấy, nói thật sự là nó cũng phải xứng đáng với những cái chất đỉnh lượng của mà. Nó là 2024, nó là biển Hà Nội, nó là hơn 1000 cây. Đấy các anh em thông cảm. Nhiều bác thì bảo là mới thế này, đúng không ạ? Mới có thế này. Cái size xuống áo em đang hết rồi anh ạ. Nhưng mà VA thì chia sẻ với các bác là không bao giờ nó cao, nó mất giá nhiều cả. Một trong những dòng top của giữ giá. Rất đẹp, rất chất. Bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Rượu nhạt bán cho những người nhỡ. Những bác đang cần biển Hà Nội sẵn. Những bác ở tỉnh, con em đi học muốn có cái biển Hà Nội này. Đi lại luôn, sẵn. Rồi. 02251 anh em nhá. 19 triệu 500. BD. Đấy, biển mới luôn. Rồi anh luôn. Em đang bảo là em Dung lên đại tướng rồi, làm gì có cái gạch. Thế à, đại tướng là không cần gạch anh. Thế cái gì thì có gạch. Như là có một sao hay sao anh nhỉ? Hay là không có gì nhỉ? Em chỉ nhớ là đại tướng là có một sao hay à đâu, phải mấy sao, 5 sao, 5 sao. Tóm lại là em không biết, nhưng mà tóm lại là chuẩn bị lên có gạch, có ghét các thứ. Đấy. Nên cơ đồ đúng không anh em, nhưng không có gạch, chưa phân ra làm cái gì cả. Tóm lại là không có chức có quyền gì. Mệt quá. Rồi, một chiếc xe này anh em nào quan tâm nhé mọi người nhá. Mới siêu mới, lắm, siêu mới. Đẹp lắm các bác ạ. Đấy, hàng nó là 1400 cây, chưa hết lốt đa, còn nguyên bảo hành ngoài Honda đến 2026 cho các bác dùng. Có nghĩa các bác chạy thoải mái đến tháng 2 2026. Bây giờ chưa đến 25 đâu. Có hơn 1000 cây anh em nghĩ. Vẫn còn bảo hành. Thế những dòng này nói em bảo hành 3 năm cũng được, chứ nói gì đến 1 2 năm thì nó quá mới, đồ đạc của nó nguyên zin hết. Sai đâu nhà máy chị các bác ạ. Từ anh tay sách. Lưu ơi, đây em nhá, em Thiệp đấy ạ. Dạ vâng. Em Thiệp hay cùng like với em. Đúng em rồi. Em đấy ạ, chứ hai chị em cùng công ty. Vâng, em là ấy. 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 Em đấy là anh trai em và đây là em trai em. Đấy. Còn em anh và em thôi. Đúng còn rồi. Chị Dung là ấy. Ấy. Rồi các bác nào quan tâm đến xe thời trang, thời xe sang chảnh, đẹp. Ngày mới của nó cơ, ngày nó mới ra mình. Cơ, 2013 các bác ạ, à. Ngày đấy thì không rẻ đâu, bản SA Liberty này thì giá chia sẻ luôn với các bác là
hơn 60 triệu. Rồi anh em nhìn đây, đây là hàng ấy nha anh em nhá, sang chảnh này. Mất cái tem chữ Liberty bên này, nó có một cái tem này đấy, nhưng mất này đấy em chia sẻ luôn, còn chữ S vẫn còn nguyên này. Nếu phần sơn này là 3000 phần sơn này. Đấy. Từ cái chỉ vành này còn liền lạc hết. Đồ sần. Đây đời đời nó nằm ở đây các bác nhé. Đấy tem gáy thông số nằm vẫn còn nguyên, sơn nguyên bản theo xe. Đấy, các bác nhìn cái tem này thì có spa qua một chút cái tem. Quay 19.500. 19.500 anh ạ. Ra máy có tỉa. Bản S nó có thụt đỏ nhá, chỉ vành đỏ nhá. Các bác nhìn thấy cái bường lát này đẹp không, cái bường này này. Đấy, nguyên zin. Xe thành phố Hà Nội chạy Đình Điệp ạ, đúng rồi anh. Chạy nội thành thôi, không có bùn đất bám vào nên là dỉ hoặc là vàng đồ rất ít. Trong này các bác nhìn thấy pha phèo nó trong veo này. Đồ đạc từ 2013 đúng không ạ? Chiếc này 2014. Rồi, từ 2014 đến giờ. 2014 bản vành xoắn. 3VIA. Nhập inox. Bản Liberty S đấy. Đây, cái khóa này, đấy các bác nhìn cái khóa nó phải là bản khóa này, khóa nâu này này, khóa nó có từ ở đây. Đấy, nhiều xe chạy không nên ngay là không nổ nó do cái từ. Một cái chìa này hơn 200k các bác ạ. Đấy, chìa Piaggio nó chống trộm cực an toàn. Không, anh Kiên là anh trai em nhá anh em nhá. Nhiều khi anh em cứ nhầm đấy ạ. Anh Kiên là anh trai ruột em đấy ạ. Anh Kiên là anh trai ruột của em. Thiệp là em của em chứ không phải mọi người cứ nhầm. Vâng. Còn là chị dâu em, anh Kiên là anh trai ruột. Chị dâu em là chị Anna đấy ạ. Mọi người cứ nhầm, em cứ hỏi em là em với anh Kiên. Thực ra em anh Kiên là ruột thật nhưng mà không có nét giống nhau. Em giống anh cả, em giống bố. Mà anh Kiên em giống mẹ. Mỗi người một nét thì thành ra là mọi người không nhận ra đấy. Nhưng vẫn có hơi một nét, hơi một xíu thôi. Vâng. Rồi, một chiếc tiếp tục ạ, anh Đình Thắng, Guaya giá em báo rồi 19.800. Anh Phạm Đình Hiệp, em Dung, rồi Guaya. Vâng, rất nhiều bác quan tâm đến Guaya. Chiếc này thì Liberty 2013 12.800. Sorry, 2014 13.2.800. Các bác nhìn. 12.800.000 anh em đọc. Rất đẹp, nó là dòng xe thời trang, dòng này các anh em nam giới. Chị em thì nhiều khi là lợi. Win 100 em có luôn anh em nhá. Cho em một xíu có luôn bây giờ anh. Sáng đang em làm một chiếc đẹp lắm. Các bạn nào xem buổi live buổi sáng. Đấy, anh em đang quay. Đấy, anh Kiên đang mua. Chiếc này thì này biển 3, chiếc đấy biển 36. Anh Kiên đang phải test sản phẩm nha anh em nhá. Khi mà mua vào là anh Kiên phải là cái người trực tiếp test sản phẩm. Máy ngon. Các bác bạc biếc hụt thiếc Liberty chắc. Liberty giá sao? 12.800. Các bác nhớ nhá, khi chọn những chiếc Piaggio, đây là em tư vấn các bác cố gắng hãy chọn những chiếc nó được dọn dẹp ngon lành, được bảo hành của một cửa hàng người ta chắc chắn uy tín thì mình hãng mua. Vì dòng này nó có một cái nhược điểm rất nặng, đó là chi phí bảo dưỡng sửa chữa cao. Các bác không tì vào hệ thống bảo hành của cửa hàng đấy, hay các bác lấy về các bác lại bỏ tiền bảo thôi tôi lấy về tao dọn cũng được, thì các bác có thể là sai lầm đấy. Tại vì cái đồ sau khi các bác mua rẻ nhưng về lại thành hóa đắt đấy. Cái dòng thời trang này nó vậy các bác nhá, vì những chi phí cao. Đây các bác nhìn xe nó ngon lên tận chi tiết từ tem đúng không ạ, yên sơn xi đồ đạc nó nhìn nó vuông vắn hết rồi. Các bác lấy về bây giờ đổ xăng là lăn bánh thôi, còn đâu nữa thì bên em bảo hành cho rồi, nên là mình không nên tham rẻ. Thực ra sẽ thị trường em nghĩ nó có thể rẻ hơn một chút ít, tham rẻ lấy một chiếc mà không có bảo hành mà lại mất công dọn thì sau đấy các bác lại là tham rẻ đấy, mua rẻ hoàn hết. 12.800 đã ngon lành giao cho các bác, bảo hành kèm theo của bên Hoàng Kiên. Mong các bác có thể chia sẻ giúp em nhé, hoặc có thể cân đối để chọn lựa. Hàng đẹp rồi như thế này mà giá đời tận 24, mua mới gần 60 triệu. Hôm nay còn 12.8 để giao đến tận tay cho các bác. Liberty đăng ký năm 2014 nha anh. Đấy, cái bản nó chuẩn này. Cái chi tiết các bác nhìn, cái vành xoắn này. Đây là vành 2013, nó vành cắt. Đấy, nó trưng chi tiết nhỏ nhưng nó thể hiện là đúng đời của đúng xe. Đúng nhiều rồi. Khi mua xe giật, mua xe rộn rất là lỗi. Em có S2008 màu cà phê, màu đen à? Có màu đen, đen để trong nhà, 2015, một trong những chiếc hôm nọ em mua. Đức bảo là mới live, các bác có thể liên hệ với hotline để các bạn ấy gửi cái buổi live trực tiếp chiếc đấy để lên để cho anh em. Vâng, hiện tại xe Win đang chưa giao dịch được anh em nhé. Em có một chiếc Win buổi sáng em live rất đẹp đấy, bác nào quan tâm biển 4 số Hà Nội, giá bán cũng rất phù hợp. Anh em hãy xem lại cái đường live buổi sáng để các bạn online gửi cho anh em, để anh em có thể biết cái giá chiếc Win để cân đối chiếc Win lúc sáng nhé. Rồi, em... xin phép đọc vài cái comment của anh em không ạ? Anh Trịnh Long, Tây Long, con xe Win cố gắng chỉnh sửa cho em mai chuyển về quê. Ok, bạn online nào đặt cọc chiếc Win của anh Trịnh Văn Long thì liên hệ Trịnh Long. AB đời 2024 có, hiện tại AB 2024 em không còn, 2023 thì còn. Anh S2 2021 125 giá sao tầm hơn 60. 65 đến anh 67. Cấn Long nhá. À vâng. Mà hơn 60 một tí là đã có xe. Anh một rồi. Thời để chờ nhớ Liberty là Tomahawk anh ơi. Liberty 3V
một van hệ 3 van tiết kiệm xăng rồi, tiêu thụ 2 lít 2 đến 2 lít rưỡi không đáng anh ạ. Hoàn toàn hợp lý cho một dòng xe ga thông dụng ở thị trường. Anh cũng nên thử nghiệm và trải nghiệm lại. Bản nó là 3 VE rồi. Rồi, sợ nhiều khi bác phải bị nhập cái hàng nhập ngày xưa. Hàng rất tốn xăng, hàng nhập. Chắc là anh ăn phải hàng nhập ngày hàng xưa. Hàng nhập rồi. Ngày xưa rồi thế thành ra là giật mình. Khiếp nhưng không nhá. Bản giống như một vài bác là chạy Novo chẳng hạn. Đúng rồi. Novo đời đầu hoảng luôn, Atina đời đầu hoảng luôn, nhưng về sau có những bản Novo 5, Novo 6, thậm chí là NVX, Novo 10 người ta có bảo tốn xăng đâu. Hay Atina sang hẳn Atina V rất tiết kiệm luôn. Đúng rồi. Bình thường mà. Chị Dung đang đi Atina. Em đang đi Atina màu đỏ kìa, FI luôn á. Không vấn đề gì cả. Đấy các bác ạ, vì cái đời đầu của nó ra nó sẽ bị nhược điểm, nhưng mà thường khi họ đã em bị trả thuê lời quá anh, nhược điểm. Quang, họ sẽ rút kinh nghiệm rất cao. Rồi mà. SH nhập khẩu 2008 màu đen em có ạ. Chút nữa em sẽ bảo mê đức bê mâm bê ra nhé mọi người nhé. Dạ vâng. Tại vì là nhiều khi em phải nhảy từ bếp nọ sang bếp kia, bếp này sang bếp này em sẽ đã bị soát. Trực công rồi. Vâng. Xe cúp sao? Rồi, cho cúp nhá, xong trước. Anh rồi. Em đợi em mời quay các chị em xem không? Chiếc này. Cái màu trắng có khách cọc rồi, rất đích màu đen nhé, màu xanh. Màu xanh, màu tím, tím. Màu tím. Tím ăn sáng màu tím. Tím thì không biết mấy bạn báo cọc liên tục nhưng mà chưa thấy rơi tiền thì phải. ZX màu tím. Chưa thấy anh em ạ, đấy nhiều bác báo cọc nhưng chưa thấy ai rơi chuyển khoản. Nếu bác nào hãy liên hệ nhanh tay để có thể sở hữu chiếc ZX trong sáng. Rồi, một chiếc Vision bản 2020 cho em. Máy 110, êm, hàng êm đây, hàng không gần đây, những cái động cơ nguyên bản, những cái càng đĩa vành còn theo xe tất. Bác nhìn từ cái sơn này, bong chóc một chút cũng là theo xe này. Đấy, bác nhìn, đấy. Tem thông số này. Đúng không ạ? Những cái chi tiết ốc này đẹp không? Các bác nhìn quá đẹp luôn. Cái đường chỉ lốp vẫn còn nguyên từ nhà máy. Xin nhan theo xe này. Anh Chính. Đem Honda. Ok anh ạ. Đồ sần này, các bác nhìn đồ sần sờ này. Thấy nó gai này. Chứ nó bạc phếch bạc phơ nên là mình cũng phải nghiên cứu. Để chân này, nguyên bản. Nhìn đồ ốc sau, trục ốc sau đẹp lắm. Lốp trước, hai lốp còn nguyên bản. Chiếc xe thoát cuối cùng của cái dòng Vision này rồi. 2020. Đấy. Nhiều bác bây giờ muốn mua mới dòng này là em chia sẻ thật sự là không mua được. Không mua được, không có đấy. Mà mua anh em nhá. Đấy, giờ anh em mua phải xem form mới, bản mới rồi. Nó lại cao rồi. Hơn, nó lại gần, nó thấp hơn, rồi. Nó gần. Không được anh em mềm mại như dòng này. Nghe hộ em cái tiếng máy này. Trời ơi, tiếng máy nghe phê luôn anh em ạ. Dít dít. Vâng. Máy nổ đanh thép luôn. Đấy, những cái dòng này anh em nào đi rồi thì biết. Đúng không ạ? Còn chạy phố chạy ngõ quá hợp, máy thì đảm bảo chị luôn. Em nhờ màu vàng này các chị em, đôi như chị Dung này sở hữu thì hợp lý hơn là đi Atina. Thực ra trước chị Dung đi Vision này em nhớ màu vàng Atina, luôn Atina chị Dung mua để bán thôi. À, thì chị à? Dung dọn để bán thôi, chị Dung đi thì Atina yên nguyên bản vứt đấy cho anh đấy. Em nó chạy công vụ thi thoảng em không có xe tại cửa hàng thì thôi em cứ đi lung tung, quá hôm em đi bộ đấy, đang nhờ kiểu anh em nào chở đi làm ấy, kiểu thế chơi cho vui thôi. Vâng. Xe nó bình tiền thường. Mấy triệu em mua đi. 5 triệu hiện tại là em còn đang làm chiếc Way mua của bên giám đốc 4 triệu rưỡi vẫn chạy ngon 7-8 vâng. Năm rồi các bạn ạ. Đấy sao phải lắm mic, em like trên 4 máy anh em ạ. Đây là mỗi máy nó là một mic. Đây là em phải nói là anh em đâu hơn huy chương đấy, trao chị làm cho một hàng em. Nhìn trông nó cũng hơi độc lạ đấy. Ừ, em này ra chữ Y thì của chị ra một hàng căng đấy. Bình thường là không thế nhưng ngày nay là anh thế. Em đã chia sẻ mạnh hơn thì em và chị Dung mà thành tích xuất sắc hơn khả năng là một vài bữa nữa là sẽ thêm một hoặc hai cái nữa thôi anh em ạ. Quay à. Làm anh một em... cái đai cũng đẹp, làm cái vòng quanh cổ hai chị em đeo hay. Thống nhất là anh em có chia sẻ cho em xin nút chia sẻ. Thế nhưng mà thôi anh em để cho em đeo 4 máy được rồi, 4 mic được rồi và đeo thêm nữa không có chỗ nữa. Đấy. Làm thêm vài cái nữa cho nó rực rỡ đúng vâng. Không anh em? Đặc biệt con xe này anh em nhé, đảm bảo với anh em là chất lượng máy thì cam kết với anh nguyên em. Nguyên gì? Rồi, sơn, sơn các bác nhìn cái nước sơn này. Yên áo đồ sần ra máy còn tay sách spa lại thôi. 27.500.000 rồi. Quên báo giá xong thì chia sẻ để có cắt wifi, cắt video. 27.500.000 nhá, các bác nào cân đối. Đấy em và chị Dung mải buôn quá. Đáng nghe nên phải báo xong còn loạn buôn để sau. Bác ạ, à? Dạ vâng ạ, à. Dạ vâng. Đấy, rồi anh em hãy chia sẻ giúp em chiếc Vision này đi ạ, hàng 2020 rồi. Nguyên zin, tay nắm nhá, các bác có thể nhìn lại cái phần tay nắm này, đấy, còn theo bên tay nắm nguyên bản, hai khóa đầy đủ. Đấy. Anh chị nào mà đúng mệnh màu vàng nhiêu? Này thì chốt cho em. Giá bao nhiêu? 27.500.000 thôi. Hàng này bây giờ tôi chia sẻ luôn là không còn hàng nữa, rất nhiều khách hàng săn tìm hàng này vì nó nhỏ, nó gọn, nó vừa với dáng của chị em mình. Chạy trong phố trong là ngõ con gì anh? Quá ưng luôn, nó quá hợp. Đó rim đẹp có không? Hiện tại đó rim đẹp nhà em còn
Xin thì vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà để xin xuất sắc thì cho em xíu em báo với anh em xem là còn không nhá. Có hỗ trợ cho sinh viên trả góp không? Có nhá, tên vợ. Đúng rồi ạ. Có ship không? Ủa rồi, bên em ship luôn tất cả các tỉnh anh em ạ. Đến tận nhà các bác luôn. Anh em chỉ... Em ơi, tình hình là anh muốn lấy một chiếc xe này vừa xong. Còn đấy là 27 triệu đúng không? 27 triệu 500. 27 triệu 500, mày cho anh đặt cọc hai củ đi. Rồi. Mày ship tận nơi là anh chuyển tiền cho mày là ok. Đấy. Anh em cứ làm. Gửi định vị là có ngay tại vị không trí. Không cần, không đúng cần. Đúng nơi luôn. Bên em cam kết, thứ nhất là bọn em live stream này là thật như thế nào, bọn em tả luôn như thế. Dạ. Sai bọn em chịu. Đúng rồi. Đấy, vấn cam đề là kết như thế. Tuyệt đối để cho các nên bạn anh em cứ yên tâm một điều là mua xe của Hoàng Kiên là thứ nhất là chuẩn chỉ an ninh pháp lý. Vâng. Và đảm bảo về chất lượng xe cho anh em. Chính bọn xác. Em còn phải có bọn em phải mua xe lại mà. Ví dụ như anh em không có nhu cầu nữa chẳng hạn thế. Anh em lại alo, anh muốn bán xe này, mày đến tận nơi mày mua. Đương nhiên khi bọn em đến nơi thì cái giá thành anh em phải thấp hơn nó cho em một xíu để em thuê nhân viên đi. Đấy là cũng là một vấn đề. Hoặc là anh em mang trực tiếp đến đây thì giá thành nó lại nâng lên so với cái giá của ấy đúng sản không? Sản phẩm chắc em... chắn rồi. Vâng, nó sẽ có cái tiền Grab Segway hoặc đời đi biển hại. Biển. Quê em vừa like một chiếc đời 2003 đúng em không? Em còn một chiếc biển 21 thôi. Giá nó dao động ở tầm hơn 8 triệu thôi. Anh có quan tâm thì các bạn online sẽ gửi ảnh cho anh ở đời Alpha máy trắng anh nhá, 204 luôn. Anh chị lên Vision 2022 đi ạ. Ừ, vâng, có anh nhá. Tí nữa em sẽ có những chiếc Lead và trước mắt chúng ta là một bản Grande. Đấy, vâng. Hàng của Yamaha rất mạnh luôn, em vẫn nhấn mạnh với các bác dòng Yamaha Grande, một trong những sản phẩm Yamaha kỳ vọng rất cao vì chất lượng của nó lúc mới có thể kỳ vọng với cả những chiếc S21 cơ, chứ không để là Lead và Vision có thể so sánh được. Rồi, bây giờ cảm ơn anh em rất nhiều. Bác, đến Vision nó còn nhỉnh hơn giá, nên là các bác nào muốn trải nghiệm chất lượng đây, hãy đến với chiếc Grande này. 2018 các bác nhá, càng vành và thậm chí cái lốp còn nguyên từ đời 2018, tức là cuối 17. Các bác nhìn tuần thứ 46 2017 lốp theo xe càng vành, không lỗi không lầm một cái gì cả. Lốp còn mà phải còn dày, các bác nhìn này. Từng khía một này, hai vạch còn nguyên bản. Cả càng cả đĩa bên này, cả củ phanh còn nguyên zin hết. Nhiều đấy ạ. Sơn các bác nhìn cái nước sơn đỏ mọn. Chủ nó phải giữ thế nào thì sau 2018 bây giờ cứ gọi là 6 năm nó mới không bạc, không ố, không hỏng được. Các bác công nhận không ạ? Đấy, nó đẹp đều thế này mà các bác nhìn. Có cái yên này là bên em bọc lại thôi. Còn toàn bộ lại. Đồ sần hay để chân này, các bác nhìn cái phần để chân này để thấy nó đẹp. Oppo còn theo xe này. Ừ. Tem nguyên bản này. Đấy, sơn nguyên nên là tem nguyên luôn. Các bản xi nhan nha các bác nhá, hay là có nắp cái, hậu nhá, viền nhìn nó đít biển xe nó hơi trơn xấu tí. Rồi, ưu điểm là xe rất đẹp, nhược điểm là biển đuối. Nhưng thôi các bác cần có thể rút hồ sơ sang tên bấm biển mới bình thường. Đấy, em chỉ muốn tả chi tiết với các bác cái phần chất lượng thôi. Đấy, biển đẹp thì mình mua tiền mình giữ, nhưng biển xấu thì mình để đấy để mình có thể 2017 cả lúc trước lúc sau. Đấy. Xe 2018 nhá, là sản xuất đăng ký ở cuối 2017. Tem gáy hay là tất cả còn nguyên bản. Em xanh tắt rồi con. Cô xem nó biết xanh mà chạy mà mất rồi. Đứng ra đằng này cô sẽ có lại. Bật lại đi cô. Rất đẹp, rất đẹp. Anh em chào em xíu nhá. Có một chút kỹ thuật nên là em sẽ chỉnh sửa lại, các bác đợi bên kỹ thuật kiểm tra lại. Hàng 2018 Noza Grande, động cơ trang bị 125. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ giúp em. Hàng động cơ 125 từ cái gương nhá, dòng này họ thiết kế cái gương cũng cùng màu với xe, các bác thấy ấn tượng không? Gương cũng cùng màu với xe. Đấy, FI nguyên bản của nhà máy còn này. Hai lốp theo xe từ 2018 đến giờ. Đấy, động cơ 125 cốp lại rộng. Có thể quay cả cốp cho các bác xem được không? Đấy, có đèn sáng cốp nhá. Bản này có đèn sáng này, các bác nhìn đèn sáng ở trong này. Có đèn sáng cốp rất sáng luôn. Rộng rãi. Con ZX màu xanh tím ấy còn anh em nhá. Còn vâng. Đấy ạ. Sáng em có quay chi tiết chiếc ZX rồi đấy. Bác nào quan tâm thì xem lại giúp em, hoặc các bạn online sẽ gửi cho các bác chiếc ZX. Rồi chiếc này. Tả lại chi tiết con Grande để cho anh em, tại vì anh em cắt video cho dễ, không hiện tại là nãy nó rồi. Bị Grande 2018. Xem cho phép em tả lại một chút vì nay có một chút trục trặc. 2018 hàng là máy nguyên zin, xe còn đủ hai lốp của 2018 với thiết bị đóng lốp là cuối 2017 ra lốp vào xe đăng ký sang 2018. Các bác nhìn từ những cái pha đó, nguyên zin tất cả, xinh nhan nguyên bản đấy, cái màu đỏ sau 6 năm nó không xuống màu, nó không bạc, nó vẫn nguyên này. Các bác nhìn này, cái mặt này này, các bác thấy này, nó đẹp thế này đúng không? Đấy, cái gương này cũng nguyên bản theo xe này, gương zin và cái đỏ sơn này cũng là zin các bác nhá. Máy thì nó là 125, hàng trang bị phun xăng điện tử, tiết kiệm xăng. Giá là 23 triệu. Rồi, 2018, cả xe duy nhất có cái biển hơi đuối. Nhưng mà thôi, anh em có thể quan tâm thì mình
có thể mình rồi, thu hồi mình bấm biển khác anh em nhá. 29S66674 49 rồi 667 tứ cửu anh em ạ. Nhưng mà anh em có thể bấm biển khác được. Quay cả trên này cho các bác có thể xem các cái phím này, có nhìn chạy 1.3 này về phím này để đấy, sơn zin đẹp lắm cơ bác ạ. Sơn zin có cái yên này bọc lại thôi, còn sơn này yên 23 triệu nhá anh em. Các liên hệ hãy chốt nhanh tay giúp em, dòng này em chia sẻ lại chất lượng phải khẳng định với các bác, đẳng cấp chất lượng ngang cạnh tranh với S21 Lead hoặc Vision, không thể so sánh được với những chiếc Grand. Em phải nhấn mạnh một lần nữa vì cái côn, cái chất 125 của Grand rất là bốc, rất là thoát máy, nên là mong các chị em đã từng trải nghiệm, nhất là một số các chị trong miền trong ấy, chắc là đã đi nhiều Yamaha như là Akuzo hay Frigo có thể biết. Đấy, dòng Grand cũng là một trong những dòng rất mạnh của Yamaha, chạy rất thoát máy. 23 triệu, 23 triệu. Hàng các bác nhìn lại một lần nữa phần nhũ nhá, tất cả càng vành đĩa nguyên bản hết theo xe. Đấy, đẹp không ạ? Đấy, tại vì cái lốp nó nguyên bản mà, cái lốp nguyên bản nên ốc họ chưa tháo, phần này họ chưa sơn và lốp lại còn rất là dày. Đấy, các bác nhìn dày đẹp đúng không ạ? Rồi, và nó trong thế này. 23 triệu, 23 triệu. Rồi. Con lít 2022 4.500.000 đỏ sáng lai còn không chị Dung. Lít đỏ. 24.500.000. Con lít thì em nghĩ là sáng nay là còn, vì buổi sáng là chưa có khách hàng đọc đặt cọc chiếc lít. Đấy thì anh em nào quan tâm thì có thể báo các bạn online. Dạ chị Hương Nguyễn, cửa hàng mình ở đâu thế em? Cửa hàng em ở 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nhá. Chị cứ check đến xe máy Hoàng Kiên 52 Chùa Hà cho em. Hoặc chị muốn gọi điện trực tiếp đặt cọc, hoặc chị cần tư vấn thì chị vào số hotline bên em ở trong cái video, trong cái trang cá nhân ý ạ. Chị Hương Nguyễn nhá. Vâng. Sang tên được, sang tên thoải mái anh. Ok Vũ Hoàng, chào em, chào tất cả mọi người, chào tất cả anh chị em đang xem livestream nha. Mong các anh em chia sẻ giúp em nhá. Đây có một chút trục trặc ở đường live nên mong anh em có thể chia sẻ lại để được nhiều khách hàng có thể tiếp tục cùng đồng hành chúng ta trong buổi live buổi chiều hôm nay. Đấy, một chiếc cúp. Đấy, đã nghĩ em phải live sớm chiếc này vì nó hợp lý quá cơ các bác ạ. Đây cái bảng đồng hồ này mà bác nhìn đồng hồ nhá. Đấy ạ, hay không ạ? Đấy, nhìn đồng hồ này. Đấy, em tắt đi bật lại. Đồng hồ hiện thị Ali này các bác nhìn này. Đấy, tắt đi em bật đồng lại. Ali anh em ạ. Đấy, đây gọi là Ali. Đồng hồ điện tử. Bình thường chỉ có đồng hồ cơ thôi. Quả đồng hồ điện tử các bác nghe hay không? Đấy, đây các bác em để lên cho các bác nghe này. Đúng rồi chị Hương Nguyễn ơi. Máy nổ rồi, ngon không ạ? Đèn ơi, các bác nhìn đèn này. Đèn sáng chưa? Nhìn thiết kế nha các bác, nhìn lại cho thiết kế con này. Thể thao được không? Đấy. Thể thao. Dáng dấp quá hay. Các bạn trẻ đâu rồi, các bạn học sinh mới nhập năm học vừa rồi đâu rồi. Học sinh sinh viên không cần bằng anh em nhé. Vào đây có thể ghi lại cái đoạn video này, quay lại cái đoạn này hoặc chụp một cái mẫu ảnh này để gửi cho ba má để cân đối chốt xem là có thể nghiên cứu form dáng này được hay không. Vì giá rất rẻ, khẳng định với các bác đây là bản đắt nhất. Từ thiết kế đèn LED, từ mặt đồng hồ, đúng rồi, từ phần sơn hay là mạ inox chống rỉ, tiếp tục là vành đúc nguyên khối, đúng không ạ? Đây nó liền đúc ngay mà các bác nhìn, trắng ngọc trinh đẹp, đẹp nhờ, ơi là đẹp, thiết kế tổng quan cực đẹp. Sang tận 2021 các bác ạ, 2021 màu trắng này thì ra máy còn nguyên bản. Anh em nhá, đẹp lắm, yên rồi này. Ôi các bác ơi, bất ngờ quá. Chiến thôi. Các con, vâng, các bố các mẹ nào các đang tìm mua cho các con xe xăng anh em ạ, xe xăng. Xăng luôn các bác ở đây, các bác nhìn cái càng nó chắc chắn thế này, cột xích này nó có thêm cả độ răng của trục bám vào, an toàn, quá an toàn, biển Hà Nội không chê gì cả, khẳng định luôn với các bác là chả có gì để chê với chiếc này. Giá cũng yêu thương thì em đọc giá để các bác có thể bảo biển. Đấy. Ra máy hai khóa đầy đủ. Đấy, xe 2021 tem thông số để trong này nhá, nguyên bản luôn, máy vẫn nổ suốt đây các bác này, ngon không? 10.500.000 đấy các bác ơi, biển 29AB32495, giá là 10.500.000. Em cũng thấy bất ngờ với giá này. Bình thường với cái bản Ali đời 2021 có những thời điểm bên em nhập cả 10 đến 11 triệu đấy, có đúng cái bản rồi. Chân để to gập được, bọn em còn phải nhập 12 triệu cơ. Mà nó không khác gì, chỉ khác một chút để chân thôi, còn thiết kế giống hệt như thế nào. Bao nhiêu cc? 50. 50. Vâng, 50 cc. Cho tất cả các bạn trẻ siêu cô bằng có thể đi làm xe phương tiện đi học. Vâng, 15 đi anh. Lại được. Cho đang bảo vâng, tí sẽ có giờ 15. Các anh em nào đang quan tâm thì liên hệ đi, liên hệ cho em. Về thành phố Nam Định được không để em chốt, anh tôi chọn Bình Yên.
Giá lai lúc sáng là cũng rất là hợp lý rồi. Chắc là có gia lộc một chút. Còn phí ship thì cho phép em sẽ báo cụ thể tùy từng khu vực anh nhé. Tại vì là những cái dòng xe mà em đã đưa ra là cái giá live stream trực tuyến ý, là cái giá tốt nhất rồi anh em ạ. Nên mà có thì có thể anh em gia lộc với nhau một xíu lấy may thôi mọi người nhé. Đúng rồi, hàng liên doanh anh ạ, chứ không phải hàng ấy đâu. Chốt cho em, chốt cho anh em đi, 10 triệu 500 thôi. Hàng đồng hồ này, các bác nhìn lại một lần nữa cái đồng hồ này. Hay không ạ? Đây, đấy, nó phải đồng hồ hiển thị chạy lên, nó sẽ có các thông số rất thuận. Hàng đồng hồ tròn, pha đẹp, đèn led 2 tầng. Ship về Việt Trì, Phú Thọ được không? Được, anh Đi Mai ơi. Để các em... cháu đi học, các em đi học hay là các cô chạy gần nhà, không cần phương tiện to cao thì lấy cho em chiếc này. Phú Thọ được ạ. Làm giỏ móc keo có rồi, làm cái giỏ đằng trước, gương thì thôi bên em tặng. Đấy, các bác có xong là chiến thoải mái. Rất là nhiều anh em đang giảm 10 triệu. Còn 500 nữa thôi mà các anh ơi. Cố lên một tí, vì đây là bản này là bản 2021, bản các bác nhìn này nó đẹp. Hiện thế này. Em là bên em không bao ship anh em nhá, tại vì nhiều khi là không biết ship ở đâu mà bao. Rồi. Nếu mà anh em cũng cộng lên thôi có gì đâu. Anh em ship về Phú Thọ nhá, mất tầm khoảng 3-4 đến 500 nghìn. Tùy từng nơi của anh em, nên là thôi cho phép bên em báo giá bán. Đúng rồi, để bên có gia lộc một chút để anh em may mắn đi đường gặp nhiều thuận lợi. Đúng rồi. Giá ship thì phải cụ thể từng khu vực. Có anh ở Sài Gòn cũng bao, anh ở Nam Định cũng bao, hai anh bằng nhau thì rõ ràng hai cái bao không bằng rồi. Đúng không? Đây, bao to bao bé rồi. Cúp đây anh em nhá, 10 triệu 500 nghìn cho anh em nào thích những chiếc xe bạc đồng hồ điện tử này mọi người này. Đấy, thiệp vừa tả rất là chi tiết rồi. Anh em nào quan tâm thì mọi người em ship tất cả các tỉnh. Đấy, nhiều khi là ở tỉnh thì nhiều khi những cái dòng xe này cũng không có nhiều đâu. Hà Nội thì nhiều nhưng mà ở tỉnh thì em nghĩ là cũng không nhiều. Tóm lại là anh em nào chẳng thì em bớt cho anh em 200, 10 triệu 300. Mong anh em hãy liên hệ. 10 triệu 300. Xe gym đằng sau đang trong quá trình giao dịch. Anh em hãy đợi một chút để nếu được thì sẽ lên ngay. Ok, anh Dream Mai cọc cho em thì em sẽ 10 triệu 300 nhá. Nhắc lại giá 10 triệu 300. Đấy, thôi, không bớt nhiều, bớt ít. Có biển luôn anh em. Biển Hà Nội luôn mà. Sẵn biển rồi mà. 29AB. Em đã bảo rồi. Tặng nữa là các bác chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Anh Dream Mai ơi, liên hệ trực tiếp bây giờ số online như này này anh này. Đấy, như này đúng không ạ? Anh vào đây Apollo trực tiếp số online luôn bên em này. Gọi trực tiếp cho em báo cọc luôn nha anh em nhé. Số tài khoản bên em là 6252 và 8 con 6. 6. Rồi. Em cũng không nhớ đâu. Hiện tại em không nhớ đâu. 86 hay 88 em không nhớ đâu. Sao em ngu thế? Tại vì là suốt ngày live stream mà suốt ngày nhớ cái đấy mà tại sao em nhớ tài khoản cả. Biết 86 hay 88. Có mỗi chiếc đúng rồi, con đấy chỉ còn một chiếc thôi. Chính xác. Còn các bản khác nó không được Ali. 2021 10 triệu 300 em bớt 200 rồi. Có xe như xe vừa rồi màu khác nữa không em? Không, chị Hương Nguyên. Rất dễ chế màu chị ơi. Nó là màu trắng xưa. Chị có thể để hai yếm màu trắng sang cho em màu ở giữa thành đỏ nó cũng đẹp. Sang cho em màu ở thân thành màu xanh cũng đẹp, xanh trắng kết hợp cực kỳ màu luôn. Cái bản cổ điển của Goya nó lấy cảm hứng từ không những được này. Anh yếm tôi chọn Bình Yên ơi, con đấy 17 triệu là bọn em bán trên livestream. Nếu mà anh muốn nhận ship thì như là từ đây về Nam Định nó rơi vào tầm 3-500 nghìn. Đúng rồi. Đấy. Cũng là không, rất thấp. Em không biết nha, em không biết giá. Anh giá có thể trả đồng. Tiền phí ship cho rồi. Chính bác nhà xe luôn, còn thanh toán con xe đấy là với em. Con đấy là Vespa S à chị? Đúng rồi. Cao hơn cả Vespa S đi, anh em hình dung ra như thế cho nó dễ. Nó là một bản Vespa S. Ý là anh em nói nhìn cái mặt đồng, cái mặt vuông này là S này đúng rồi, đúng không là S đấy ạ? À? Con màu đỏ vừa rồi. Ý. Màu đỏ vừa rồi là chiếc nào ạ? À? Con ấy chứ, con Cúp chứ. À, Grande, Grande. Grande, rồi. Grande, màu khác em có, chị Hương Nguyễn ạ, à, em có màu khác. Có nhá, Cúp, màu xanh. Cúp đời đấy là đời 2021. 2021. Mà 10 triệu 300 nghìn thôi. Anh em quan tâm thì làm cho em mọi người nhá, nhanh chân nhanh tay. Tại vì con đấy em rất nhìn rất là đẹp, rất là yêu thương. Rồi, giới thiệu với các bác một chiếc Vespa S đi. Hàng Vespa chế điện tử rồi. Cái này là Vespa IES. Nhưng mà trang bị không theo đèn vuông S nữa mà họ chơi cả bộ Vespa của Sprint. Đèn LED các bác nhìn quả đầu Vespa Sprint đèn LED không? Đấy, nó to hơn. Mặt nạ của Vespa Sprint đẳng cấp hơn. Lên đúng màu đen 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 sần. Gọi là bản Lotte đấy. Nếu bác nào có trải nghiệm dòng Vespa Sprint 2018-19 sẽ biết. Nhưng mà nó 67, 68 triệu cơ. Hơn đấy, 77, 75, sorry. Bản Lotte 75 triệu. Nhưng mà bây giờ các bác nào quan tâm thì cực kỳ yêu thương. Nó cũng đen sần đúng không ạ? Cũng là chế điện tử FI để cho các bác chơi. Đấy, biển Hà Nội, đăng ký thì theo đăng ký 2013 các bác nhá. Giá bao nhiêu? Rất là nhiều anh chị em đang hào hứng và tìm họ hiểu chiếc xe LX.
biển 29C123707. 11.800.000. Rồi, các bác nghe máy này. 11.800.000, các bác đã sử dụng được một chiếc Vespa S lên đầu Sprint. Đây là toàn bộ hệ thống đầu Sprint, nhìn nó đầy đặn và nó dày dặn hơn, nó sang hơn, đúng không ạ? Ra đèn LED mà, sáng đèn này, các bác nhìn đèn sáng này. Đấy, đúng không ạ? Rồi, các bác ra đằng trước nhìn được. Giá bao nhiêu? Khoa cốt đầy đủ, 11.800.000. Đăng ký 2013, chế FI phun xăng điện tử bản IE. Đấy là em đọc về cốt máy là bản IE phun xăng điện tử, đúng không ạ? Còn về thiết kế thì nó là một chiếc lên đầu Sprint, nhìn đẹp và sang, lên màu đen sần, nhìn nó gọi là đặc sắc, đây là màu đẹp. Em nghĩ là với những dòng Vespa đen sần, bản nốt mà, nốt te mà, bản đắt nhất ở những dòng Vespa 2018-19, toàn 75 triệu, đăng ký xong hơn 80 triệu. Đấy, nhưng mà thôi, đấy là cái dòng Vespa Sprint, còn đây là chúng ta nói đến Vespa S thôi, được lên đầu Sprint rồi. Thành hết lên cho các bác. Máy thì đây các bác nghe này, êm ru luôn. Quay được cả trên trong cốp cho các bác xem tí để các bác ngó qua cái động cơ để cho nó rõ ràng. Đây nhá, chế hàng cốp này, sần này, ngon chưa? Đây, chế FI này, chế quay ngang là FI rồi, chế dọc là chế thường, chế cơ. Những chiếc này là chế phun xăng điện tử nhá. Được trang bị bộ BGM rồi. Tiết kiệm nhiên liệu, đấy, tức là về nhiên liệu thì các bác có thể yên tâm nhá. Rồi, giá thành thì chia sẻ với các bác rồi. 11.800.000 800.000 anh em ạ, một chiếc LX. Tháng 1 2013. Bản này thì chắc là 2012 thôi, vì bản nó là bản IE mà, chưa được phun xăng điện tử. Nó vẫn là đời chót, đời cuối em ạ. Đời chót. Không không có gương, gương có gương thời có trang gương thôi chứ. Anh ơi. Bác lấy thì xong em lắp gương đầy đủ. Em có lắp gương thời trang cho anh em thôi mọi người nhá. Thì nên ra là anh em có quan tâm cho em thì chất đấy này. mặt vuông. Đấy. Chất điện đấy ạ. Giá thì 11.800.000 của anh em nào quan tâm. Đen chủ chuỗi á. Kiểu châu đen khỏe mạnh đấy ạ. Trồng mặt mũi. Em sáng. Quay cái mặt trên này, em mai quay cái mặt đấy. Ra đằng này một tí. Đấy. Sáng sủa ngon lành. Chắc. Đây là ngày đấy, anh em nhìn mặt mũi sắt đẹp không? Xung quanh nó bằng sắt cơ, bằng đấy. Kim loại cơ. Chứ nó không phải là nhựa đâu các bạn. Đấy. Đây là sắt. Đèn này là bằng nhựa dẻo. Hàng khung sườn sắt thép. Đấy, anh Biazo em nhìn. Thiết kế Biazo. Đẹp, sang chảnh. 12013 35 triệu, có 39 triệu anh ơi. Em còn con 39 triệu, có kim xăng điện tử. Có rồi anh có ơi. Có rồi, anh nhờ hơn. Chế em quay cả cho các bác xem chế đấy, chế có quay. Có bác chút không bác? 11.800.000 800.000 gọi bớt là. Bớt rồi các bác ạ. Nó là những cái giá rẻ hết cả. Quá hợp lý rồi. Rồi, LX có lắp được bộ tiết kiệm. Con đấy là FI rồi anh ạ, anh Khương Duy ơi. Nếu mà nó là chế cơ. Đây, bye bye đi anh. Tiếp theo mời anh em đến với một chiếc Dream ra của anh Đốc. Chưa anh. Nhà em là giám đốc. Ủa nhiều đấy, đợt này. Đợt này nhiều ý chứ. Rồi chào anh em nhá. Một là xanh cỏ, thứ nhất là xanh cỏ, thứ hai là đỏ ngực. Đây đỏ ngực. Một là nằm xuống xanh cỏ, hai là đeo huy chương kín ngực luôn. Xin chào mọi người nhá, đang rồi. Xem đường này xe máy của doanh nghiệp Hoàng Kiên. Đây là cuối tuần mang một con xe Jim 2009 đăng ký lại 2015. Sơn Jim, máy Jim, xe mọc hết. Để lại cho máy, anh Kiên máy để... cam kết Jim đâu. Cam kết Jim. Jim đâu. Không Jim đến đây bác Kiên bác mắng nhỏ bắt đèn. Jim. Đầu máy 10. Đời hay là 2018. Đăng ký 2018. Đăng ký 2015. Đời 2018. 17 tháng 8 năm 2008. 18. Nhờ anh em chia sẻ cho được cái loại này. Xe thì mộc mạc để cho anh em đi làm đi ăn. Ừ. Gọi là xe kiếm tiền mang tiền về nhà. Rồi. Xe Jim của nó mang tính chất là huyền thoại và rất của người tiêu dùng người Việt Nam. Rồi. Đi chơi được, đi làm ăn được. Nó cũng khỏe và bền. Cho nên là được anh được nhiều người ta cũng săn đón. Đấy, con đấy. Quay đi. Rồi nóc đẹp, áo máy đẹp. Quay một vòng nữa bố. Nhựa đẹp. Rồi. Không bị gãy lẫy liếc, không gãy ở đâu cả. Rất là mộc mà đều. Nguyễn Hiền mà lợi lâu không lấy con sống sống suốt. Đang việc Hà Nội cũng bận nên là mưa gió đang lụt nên là cũng phải làm. Nó đang cầu chắn, nó vạ liên tục ấy, nó vạ liên tục bên kia ấy, đang cầu chắn. Chuẩn bị bao giờ chuyển cầu lẻ nó mới thua, đang cầu chắn. Rất là mộc mạc nhá.
Vin. Thôi, đây, cháu quay này. Giữa bàn dân liên hệ lợi bán bao tiền đây cho anh đây? Bán cho anh Kiên là 19.200.000. Dạ em nó 19 triệu lẳng nhẳng. Bác Kiên giảm 19 triệu nhưng bảo thôi cho 200 nữa để đi Club về. Không em về về chủ bọc đúng ra. Buôn không van buôn vàn lỗ vốn, mình nó van rồi nó còn van em còn van hơn cả mình. Vì thật ra là đi mua nó cũng khó, với thời điểm này xe cộ nó cũng không phải là đắt cũng phải là rẻ vào theo, mùa nơi rồi. Theo anh là em nên bán 19 triệu. Theo anh đường này thêm 200 nữa. Bởi vì em xe cũng gọi là máy thì tạm tạm mới ra được. Xe cũng bình thường. Lợi em nên bán anh 19 triệu. Nghe anh đi. Lên này 20 rồi gần. Không, nghe. 19 nó bình thường anh con này thì biết. Đấy, cao thế này, căng thế này. Vậy đó. Con hôm trước em để cho anh nó còn áo máy nó còn đấy mà nhựa nó còn hơi bị lỗi đây. Phần này con này phần nhựa không có việc gì phải lỗi. Từ gáy kiếc này, từ pha đèn này. Không có anh gì cả. Nó một đấy, áo máy của nó đẹp thế này. Thôi chưa xong. Thế đây bảo là quyết chốt cho chết rồi 19.2. 9 triệu đây một em cọc xe 9 triệu mấy mấy tiếng rồi quý vị. Chào anh em một cô anh em nha, cao anh em trên này đi. Chào tất cả xe máy Hoàng Kiên nhá. Đang có 1.000 anh em đang xem. Chào 5.000 anh em. 50.000 nếu 5.000 không chơi. Tôi tôi giới thiệu anh em ở đâu ấy? Ở đâu? Em là Dũng. Dũng ở đâu? Hà Nội. Trương Mỹ. Vừa mua con xe 9 triệu, con xe của bác của chú Thái đấy, chú Thái bé bẹo tắm sông đấy, đúng không? Con xe đấy đáng đổi con xe. Mai mới gặp nhau luôn. Mới đặt cọc mới có tí cơ dầu. Có xe 9 triệu là anh em có một tí cơ dầu rồi, có gói chè mới quả cao rồi, nói chung là cắm cọc mấy trăm để cho anh em là có tí người đâu. Lấy mọi người nhá, không bị xây xước đâu nhá, lấy liếc là xem xe kỹ rồi. Ừ. Đây, anh nhìn này, pha viếc này. Nó có gãy viếc gì đâu, không gãy sức mẻ đâu. Theo anh thì đừng lấy thêm 200 nữa. Lại theo anh 200. Bởi vì là em nên nghe anh không, con nọ bù con kia chứ. Anh thoáng cái nhưng mà nó có những thứ mà. Có phải là em không lên này nỉ em gì. Cũng là xe được cái máy móc chất nhá, trong hình thức là bình thường. Đó là xe rồi. Đi làm đi ăn mộc bán, mà. Bán anh 19 triệu. Anh cảm kích kêu. 19 triệu. Chốt cho em 19 triệu, thông cả cho anh. Chốt cho anh Kiên 19 triệu. 19 triệu nhá, em đã định này thêm 200 nữa để đông anh quê hương ở... Bác Kiên cho 200 để đi xe ôm về Chùa Bọc, bác Kiên trả cho em, hôm nay. Xe buýt giờ có 7.000. Xe buýt chặt lắm, đi lâu đến gần tiếng về. Tàu điện trên cao đến tăng. Tàu điện lên cao đi gần về đến nhà. Đây. Tàu điện trên cao. Cảm ơn mọi người nhá, chúc mọi người có buổi tối thứ bảy vui vẻ. Thứ bảy về đâu? Xe gì? Còn xe 15.5 rồi, lấy 13.3. Rồi. Xin 100 đi đò đấy, ốm thôi. Khổng Minh xin 100 đi đò. Không, thằng quá đang xin 200 rồi. Khổng Minh thêm xin 100. Khổng Minh không được. Thất à? Khổng anh em. Khổng Minh vẫn là thêm trăm đấy. Anh em trên này rồi, chào nhé. Anh em ốm nhưng mà thôi, Hoàng Kiên vẫn là anh em Hà Lan. Anh em cũng ủng hộ và giúp đỡ cái tiền đỏ. Kẹo nẹo đấy. Mà Khổng Minh hiểu biết giữa trên toàn thế giới. Vừa bị ngã hay bị đấm vào đâu? Ngã đòn. Ai à? Chắc là nó đánh, nó đấm nó đá đi rồi. Chắc là võ mồm. Võ mồm bị đánh. Đưa hộ chiếu lên cho con. Lấy xe lên luôn. Đưa hộ chiếu. Thì Nga chính thức. Ngã là anh đi vào cái dập này là anh đi vào cái. Anh cũng vẫn dập tức cái xe ra. May quá anh định hàng công bế anh vào, không anh chết. Không ngất luôn. Tưởng võ mồm quá khách hàng. Đưa con sân bay lên nói sai rồi. Không bằng đứa trẻ con luôn. Lâu chưa? Mới được một tháng. Chục ngày. Hơn chục ngày rồi ở nhà buồn. À đâu không thấy Khổng Minh xem chán. Khổng Minh không có gì cả. Trên live suốt đấy, anh em nói Khổng Minh. G63 vẫn cứ nói nhắc. Thôi chào anh em trên live nhá, chúc sức khỏe đến nhà Bằng Kiên nhá. Con cháu gái xinh rắn nhỏ. Live stream chúc bán được nhiều xe. Vẫn tín nhiệm là chính. Vẫn con người ta 1-2 triệu cũng là những cái tín nhiệm. Anh Nguyễn Hiền là vua nói nhiều. Không phải đâu, đợt này nó hơi tễ rồi. Thôi không cả, ok. Vừa bán con xe Dream vừa rồi ấy, bán Dream hôm qua. Thành mom. Không phải đâu, anh ấy cũng cuộc sống thôi anh em ạ. Thật ra nói thôi.
Thì mua 1-2 xe kiếm 1-200 nghìn thôi, trông thôi. Anh em nó không sợ xây đấy, chính thức đấy. À, con xe này là mua là 19 nhá, lên cho anh em con này 2,5 triệu nhá. À, con có thể quay lại vào vòng cái bố, máy zin. Xe nó đẹp đấy nhá, xe đẹp, lườn nóc đẹp. Máy được cái máy zin, máy chân, tất cả xe ở loại bán được hết. Xe nào mua mình bán hết, xe này chất lượng cao. Xe chất lượng cao nhá, máy zin. Quay bố cùng máy. Vẫn có không nhá. Máy zin. Sơn xi rất đẹp nhá, sơn xi vành máy trong ra còn được. Đầu máy 1010, đời 2008, đăng ký 2009. Lên tem lườn máy. Nóc chứ vấn đề gì, hộp xích có đúng tem bác, hộp xích cái thứ đây còn nhũ xịn, tem này tem Thái rồi. Đấy em Đông Anh, biển 29 Đông Anh em nhé, S1 53221. Gầm nhá, soi cho anh em gầm luôn, gầm đẹp nhá, ống uống hơi rôm một tí, ống uống không sao nhá, nhưng không sao nhá, ống uống không vấn đề gì, hơi rôm một tí thôi. Có thể anh em về thay một cái nhựa mất 70 nghìn, thay một cái nhựa để chống gì, máy vẫn nổ đấy. Đấy, lên anh em 2,5 triệu nhé. Nói chung là tình hình nó khó khăn, anh em nó khó khăn chung mỗi người. Vâng, anh em mà nhân sự rất đông, anh em hết sức thông cảm nhé. Cái máy xin anh em ạ. Đấy, nếu mà lên là 2,5 triệu thì mình được có 500k thôi anh em, trông thế thôi, nhưng còn ship sủng, còn bảo hành máy, còn ship, còn sang tên đổi chủ, còn phải bán mua đi bán lại còn chán, tai tưởng không sao nhé. Xe mình mua bán nó là công khai nhá, không có lằng nhằng đâu. Đây toàn bộ đây. Các cái tay không vấn đề gì, chỗ này thì do nước chắc có thể là để cái khăn mặt lên ướt lên chốc một tí. Rôm theo thời gian mới bị. Vỏ yên này thay rồi, xương yên mút còn zin. Vỏ yên này thay rồi nhá, xương yên mút zin. Toàn bộ trên này có nguyên. Lườn nóc đẹp không vấn đề gì cả. Đấy. Cái mặt trên này có sức sát một tí trên mặt nhá, thì thôi nói chung là nó vừa tiền. Được mỗi cái máy zin. Được, xe được. Máy êm lắm, còn không, xe không? Ở đây này, tiếp tục nhường sân cho Thiệp ấy. Rồi, tiếp theo anh em nhé, anh em nào quan tâm chiếc xe Dream này thì mọi người inbox trực tiếp cho bên em mọi người nhá. Gọi trực tiếp luôn cho em cho dễ mọi người. Để mua nha anh em nhá. Vâng, những chiếc xe cái mà... là anh Lợi biến rất là tốt, Dream chiếc nào của anh ấy là cũng được anh em ủng hộ rất nhiều. Rồi, đi lên đi thôi. Chọn những chiếc Dream Việt với cái phân khúc giá vừa. Vẫn... không đến đúng giờ live thôi chứ nhiều anh em bảo không lâu không thấy anh Lợi là cũng lần này anh bán liên tục đấy, bữa trước là vừa mới giao dịch cho bên em một chiếc, hôm nay lại chiếc nữa. Sản phẩm các bác cứ chọn chất chắc đầu vào, sau đó cộng hợp lý là chắc chắn anh em sẽ luôn ủng hộ và đồng hành, đúng không ạ? Nhất là Dream Việt. Vâng, còn những chiếc tiếp theo của bên Hoàng Kiên trong buổi chiều, các chị em nữ hãy cân đối một sản phẩm bạc sần nhá. Lấy chiếc đỏ thì em không lên live kịp được, thì chủ chắc là các bạn đã đi dọn, thì em có chiếc bạc sần này, hàng 2023 cơ các bác ạ, nhìn càng tôm bên em không còn ạ. Đây các bác nhìn lốp 2323 lốp này. Còn nhưng mà nó phải dày, các bác nhìn nó dày cộm như này. Đấy, nó còn dày, sơn nguyên bản. Lốp chống gì? Đèn đỏ này, đèn led này. Đấy các chi tiết được toàn bộ đường hiếm các bác. Nguyên zin hết các bác nhá. Đây để chân theo xe này. Dream đấy là 2,5 triệu anh em nhá. Đúng rồi ạ. Vâng. 19.500. Bản lít này là bản Spyder Edition, gọi là bản thể thao giới hạn. Hàng bạc sần. Bạc sần anh em ạ, biển Hà Nội anh em nhá, biển 29T2 22431, đời rất là cao. 2023, dạ 2023. Vâng. Mà giá này còn cực mới, 239.500. Từ cái yên này các bác nhìn cái chỉ hiu yên này. Còn nguyên bản, để chân này, không xước một chút gì luôn, mép này đẹp không? Sần thì nguyên zin tem đỏ này, Oppo này, lọc gió hay lọc sàn còn theo xe hết. Đấy. Cốp thì miễn chê rồi, dòng này thì cốp chưa bao giờ các bác thất vọng cả. Nhắc đến xe cốp to, các bác cứ nhớ cho em lít là đứng đầu. Lít bạc giá bao nhiêu? Rồi ok. 39.500. 39.500 dành cho các anh các chị bản 2023 chạy hơn 8.000 km mọi người nhá. Đấy anh em nhìn những cái dòng xe 22431 anh... vâng. Bất ngờ thật các bác ạ, 395 là giá rất hợp lý đấy ạ. Đấy, đây các... là chiếc bạc sần rẻ. Nói em nhập 395 nhưng mà chưa bán được. Nhập vào luôn. Mới được hơn được chiếc này một chút thôi. Hôm nay thì bán ra với giá là 39.500.000 2023 mà có 8.500 cây. Bản sần anh em đi cũng được, mà chị em đi cũng được. Tại vì màu này nó giận, màu nó nhã nhặn. Màu khỏe, màu sang nhá mọi người nhá. Màu khỏe, màu sang. Màu sần là màu sang. Nó là bản đắt nhất. Trai cũng được, gái cũng được. Chữ đỏ. Sơn sần. AB 2020 bao nhiêu? Có luôn ạ, 2020 hiện tại tầm giá hơn khoảng 30. hơn 30 với vâng. Hà Nội một chút. Thì con này bác... là 39.500 anh em nhá. Vâng, anh Chu Văn Hải. Hàng cực kỳ chất pro máy nguyên zin.
Đây mà anh ơi, hàng này anh em quan tâm cho em con này, máy nghe tiếng máy hộ em, máy rất chất lượng ạ. Còn nguyên bản đèn led đẹp chưa, bác nhìn. Mẫu mới là đắt nhất, cả đăng ký sấp xỉ 50 triệu với những biển Hà Nội. Đấy, bác nào quan tâm đừng bỏ qua sản phẩm 2023 nguyên zin, sơn theo xe. Dream vừa rồi là 19.500 cộng 2.5 triệu. Đấy, máy thì còn zin, đấy đồ đạt thì anh em nào xem rồi thì vừa like một vòng rồi đấy, anh cũng mua bán trực tuyến luôn. Rồi, anh Mạnh Quân có cúp tôm, không còn cúp tôm rồi. Anh ăn mình bao nhiêu lít thì là 395 anh nhá. Anh Phan Dũng thì không có anh ạ, à. Thường là anh con quay nào vừa rẻ, vừa đẹp, vừa đi làm tốt, máy móc không cần. Đấy. Bác có thể liêng ngay sang cái bên cạnh hàng zin béo máy Thái, gọi là bền ơi là bền, từ chất ơi là chất. Vâng, chất ơi là chất, giá lại rẻ ơi là rẻ. Đấy, không cần zin thì đúng luôn, nó chạm rồi. Đúng rồi, mới là 43 triệu chưa đăng ký anh. Hơn chứ, con ấy hơn chứ. 43 có lúc bán 44, nó tùy từng lúc, nhưng mà nhớ cho em là 4 triệu tiền biển, 2 triệu rưỡi tiền thuế, 6 triệu rưỡi chưa tính VAT cuộn kèm theo. VAT phụ kiện kèm theo. 160 nhà chị còn, SH160. Hơn 90 triệu. Rồi, sáng nay vừa like xong đấy ạ. Đúng rồi. Quay nào mà rẻ mà đẹp. Bên mình có Grande, rồi Grande đấy em like có một con là 23 triệu. 2018. Vâng, và rất là nhiều những dòng Grande tiếp theo đang ở trên cửa hàng nhà em. Anh Hiệp Vũ mà quan tâm thì AB thì Grande thì liên hệ trực tiếp số online bên em nhé. Không Liberty. Quên những chiếc xe thời trang, vâng, dành cho các anh em nam giới. Từ Vespa cho đến Liberty em đều có đầy đủ để phục vụ cho anh em có nhu cầu xe sang chảnh. Những bạn trẻ sinh viên muốn ưa cái đẹp, muốn thích xe đẹp thì có thể cân đối mẫu này. Đấy, một trong những thiết kế gần sang như là huyền thoại của dòng Piaggio. Được, Hà Nội ok. Các bác nhìn này. Hải Nam nhé. Trắng đẹp không ạ? Nhũ này. Bản máy 3V nhưng là máy tiết kiệm nhiên liệu rồi. Tích xe 135 bên mình có. 2013-14 là bắt đầu sản xuất ra dòng máy này đại trà. Các bác nhìn cái tem nguyên bản này, da máy có tỉa này, đồ nhũ, đồ sần này, nhìn rất sang và đẹp. Rồi, màu thì màu trắng lòng nâu anh em nhá. Biển là biển G Thanh Sơn. Bản 3V lốc của chám này mọi người này. Đấy, sần rất là đẹp và căng. Biển G128092. Anh em quan tâm cho em những chiếc Liberty bản 3V thì mọi người có thể cân đối dòng này 3 van rồi mọi người ạ. 12.500.000 biển Hà Nội nhá các bác nhá. Toàn bộ cái này các bác nhìn này nó còn nguyên bản này. Từ cái ốc nó có thể quay lên trên này cho các bác xem. Chục xíu. Những cái ốc này đều là ốc sao của nhà máy hết này các bác này. Bốn con ốc sao này. Đồ sần nguyên bản quá nâu này. Các bác nhìn này. Đây, máy nổ này. Nghe sướng lắm, dòng này máy 125 nó bốc nó khỏe. Mua mới ngày lúc sản xuất Liberty cạnh tranh với SH. Nhưng mà thôi bây giờ câu chuyện của SH hơn gần 40 với đời hạn 13 biển Hà Nội. Nhưng Liberty chia sẻ cho các bác 12.500.000 cũng biển Hà Nội, cũng vẫn ngon lành, đầy đủ bảo hành của bên em. Các bác nhìn thấy đẹp không? Đấy, dọn xong xuôi đâu đấy hết rồi. Giá hợp lý nhỉ, tầm xe nam, các anh em xe nam xe đẹp chọn xe này. Qua lại nhiều so với mới. Liberty lúc trước toàn đăng ký vào 70, đấy, trên 70. Cạnh tranh với SH mà em. Đấy, bây giờ anh em biết là 57 60 triệu. Rẻ, gọi là không có gì để rẻ hơn nữa. Nó lại là bản 3V anh em nhá, bản kim phun điện tử tiết kiệm xăng. Tiết kiệm xăng đời cao đó rồi anh em nhá. Đấy nên anh em mà biển quan tâm Hà Nội, dọn dẹp xong xuôi gọi là rẻ ơi là rẻ. Rồi, đây, một mẫu AB đi ăn đi làm dân dã vừa tiền. Các anh em thích Honda, có Honda luôn để phục vụ anh em. Quả pha uy tín chưa? Các bác nhìn thấy quả pha này thì trong veo, màu đen bạc, màu là huyền thoại của dòng A-Blade 110 đây rồi. Led đầu to. Vâng. Giá nhá, ưu điểm luôn luôn là cái thì hình thức cho phép anh em có sơn si có luôn. Đẹp. Đấy, nhựa ấy ạ, phần nhựa là được phép okay. sơn si dọn. Nên để cho các bác thoải mái trải nghiệm một chiếc Led 110 với cái giá phù hợp. Liberty biển Hải Phòng em có, hình như có biển Hải Phòng. AB bản 2011-2012, form dáng bản đầu to mà rất là nhiều anh chị em, giá thì hợp tình hợp lý cho anh em thôi. 800. Máy móc, biển hơi xấu, biển sinh tài anh. Rồi em báo luôn cho anh em. 29G129 53. Biển sinh tài anh em. Thôi anh em chẳng quan trọng đâu mọi người, thì một là anh em không quan trọng về biển. Anh em quan trọng chất máy cho em. 11.800.000 biển Hà Nội, máy zin. Đây các bác cứ hình dung. Hình thức thì thôi, hình thức thì cho phép em sơn si dọn dẹp xung quanh. Máy là nguyên bản, đúng không ạ? Hàng tiết kiệm xăng. Zin thiệt rẻ em có nha anh Nguyễn Bách nhá. Trước vừa rồi em nghĩ là rẻ đấy anh ạ. Đúng rồi, xe 150 em cũng còn luôn ạ.
Rồi, anh... giá 11.800. Máy nguyên bản, sơn tỉa có dọn dẹp, ngon lành hết lên rồi. Anh em nào quan tâm thì hàng của Honda, động cơ 110. Đây, một mẫu mà cũng sẽ là lạ lạ. Bác chưa thật sự có thể là trải nghiệm hoặc là chưa test bao giờ thì em có thể chia sẻ một động cơ là 125. Hàng của Suzuki, tên em nó đầy đủ là Imbrus, nó là Imbruge. Đấy, nhiều bác phát âm như vậy. Để ngày sản xuất so sánh cạnh tranh với cả Ablet đời 2016 mà thôi, ngày giá vậy, kỳ vọng vậy. Chứ còn giá thành thì bây giờ các bác nào quan tâm còn 12.500 cho một chiếc 2016. Hàng có phun xăng điện tử nhá, em nhắc lại, có phun xăng điện tử tức là tiết kiệm nhiên liệu. Hàng tận 2016 với chất lượng động cơ 125. Thì anh bảo là sức ngày ấy này. Mẫu mã thì rất giống với dòng LED. Thiết kế sản xuất cũng kỳ vọng có thể cạnh ăn tranh thua gì với Ablet. Nhưng mà giá thành thì các bác thấy 2016 của LED bây giờ phải 20, nhưng với dòng này 12.500. Rồi, đi một vòng cho các bác có thể quan tâm. Máy nguyên bản, xe động cơ 125. Rồi. Được dán ni lông bảo vệ toàn phần sơn này các bác. Từ cái pha này nó trong này, logo chống rỉ tuyệt đối của Suzuki. Hàng này là hàng Suzuki mới nhá. Được thiết kế là tôi luyện sắt xi là Suzuki. Các bác nào đã chạy rồi có thể thấy Sakia này, Rider này, kể cả Viva ngày xưa này, các bác công nhận không ạ? Cái độ sắt xi nó tôi luyện ở mức độ cực cao, nên độ chắc đầm chất thì cũng không mấy xe lại được với Suzuki. Vâng, đây anh em biển số này, biển 37B256148 in anh em nhá, Suzuki cốp rộng 12.500. Ừ, 12.500. Sử dụng được một chiếc, hàng vẫn còn đang dán ni lông, vừa mới mua chưa kịp sửa. Đây, có thể quay cả trên mặt này cho các bác có thể xem chi tiết cái phần tiết kiệm nhiên liệu này. Đấy, phun xăng điện tử đâu ạ. Tất cả các phím này, đồ sần này, hai logo Suzuki còn nguyên hết. Máy này chạm phát nổ luôn, ngon lành luôn, để các bác xài, các bác trải nghiệm. Đấy, các anh em nam giới mà xe có xe của nam chắc thôi, căng chất 12.500. Mong các anh em chia sẻ để có nhiều bác tiếp cận và biết được đến sản phẩm. Rồi, để đọc xem những cái comment. 11.500 anh Trịnh Tuyến là Liberty biển Hải Phòng có phong sốt, hiện tại Liberty biển Hải Phòng em không còn rồi anh ạ. Anh Hoàng Ngọc có mẹ xin pin con này chiến pin 12.500 anh ạ. Vâng, hàng máy 125, máy zin đây anh ạ, cũng không có nhiều đâu. Nghĩ hoan chị Dung này xinh đẹp quá. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. XI150 bên em có nha anh Đào Bá Thành nhá. Chắc là buổi live ngày hôm nay hiện tại là các bạn nhân viên các bạn ấy không xuống được, tại vì XI hiện tại bên em đang ở tận trên tầng 3. Có đủ đấy, 125 đến em 155. Có đủ đấy ạ. Vâng. 135, 150, 155 bên em có đủ các anh em nhá. Đấy, em thấy rất là nhiều anh em hỏi là 135, 150 có không, chị lên đi. Chắc là hẹn anh em vào buổi sáng ngày mai vào 10:30, hơn 10 giờ một xíu, buổi sáng ngày mai là có những dòng xe đấy. Đã. Quay không ạ? À, quay nhiều lắm. Vẫn lên liên tục. Hôm nay cũng đã like 1-2 chiếc, anh em có thể xem và cân đối nhá. Rồi, AB đầu bò. À rồi nữa anh em đang hỏi. Vâng. Rất là nhiều anh em đang rất là quan tâm những cái dòng xe bên em. Hiện tại NHSH bên em cũng rất là nhiều, AB và những cái dòng xe tóm lại là những dòng xe tầm khoảng trung từ 5-6 triệu H trở lên. Đấy, dành cho anh em đi ăn đi làm Grab xe ôm hoặc anh em đi chơi đi bời đi gọi là công việc, rồi là tất cả những dòng xe hiện tại đang có mặt bên Hoàng Kiên rất nhiều. 500-600 đồ xe. Đúng rồi. Bữa ai chị em được like 20 chiếc trở lại là chủ yếu. Future Neo hiện tại là Future Neo 2006 nó hơi hiếm anh ạ. Đúng rồi. Hoặc là Way Thái, những cái dòng xe độc thì và em Phil cũng à, Future Neo 125 thì em còn anh nhá. Hơi độc. Vâng. Thế nên anh em nào mà chỉ cần quan tâm những dòng xe gì thôi, bên em sẽ sẵn sàng là tìm mua và cho về cửa hàng để anh em quan tâm mọi người nhé. Dạ. Vâng, chắc là cũng muộn rồi, cho phép em và đồng nghiệp xin phép xuống live. Hẹn gặp anh em vào buổi live ngày sau.